Hello mọi người, thì chào mừng mọi người đến với kênh đầu tư chứng khoán của em. Và hôm nay chúng ta sẽ dùng khoảng 15 phút để nhìn nhận và đưa ra các đánh giá về thị trường cho phiên giao dịch ngày 11 tháng 4 năm 2023. Ok, thì ở đây thì mọi người thấy là thị trường hôm nay là một phiên tăng khoảng đâu đó khoảng 4,11 điểm, và cái diễn biến trong ngày phiên ngày hôm nay nó tương đối là giằng co. Khi mà đầu phiên sáng thị trường đã chịu ảnh hưởng, thứ nhất là tin tức về đầu tiên là cái tin tức về Tân Hiệp Phát ấy, thì có thể anh chị chưa biết, anh chị biết rồi, thì Tân Hiệp Phát là một cái tập đoàn hoạt động trong cái lĩnh vực nước giải khát. Tuy nhiên thì cái hoạt động ngầm của họ nó tương đối là lớn, và nó đưa một cái khoản lợi nhuận nó khoảng 5 đến 8 nghìn tỷ tiền mặt về trong một năm, đúng không? Và khi một doanh nghiệp nó có nhiều tiền mặt đến như vậy thì cái thanh khoản nó sẽ tương đối dồi dào, và sẽ đưa cái số tiền đấy đi vay, đúng không? Và thực tế là gì ạ? Thì Phát được đồn là cái chủ nợ rất lớn của rất là nhiều cái doanh nghiệp trong miền Nam. Và đó, khi mà cái tin tức về về Tân Hiệp Phát bị lãnh đạo của Tân Hiệp Phát bị bắt, thì đương nhiên em nghĩ là nó sẽ có ảnh hưởng đến thị trường trong ngày hôm nay. Đó, thì đầu phiên thị trường chịu ảnh hưởng và giảm khoảng đâu đó khoảng gần 10 điểm, cái mức giảm mạnh nhất là khoảng gần 10 điểm, với rất là nhiều cổ phiếu bị bán rất là mạnh, đúng không? Cái thanh khoản bán rất là lớn đó, và cả kể trong đó có những cái cổ phiếu cực kỳ leading trong giai đoạn vừa rồi, ok không ạ? Đó, thì thực ra thì chúng ta sẽ xem cái view của em trong ngày hôm nay luôn. Thì cái bản chất trong ngày hôm nay em nghĩ là gì ạ? Thị trường nó chưa thể sập được luôn. Cái lý do tại sao em nói thẳng ở đây là gì ạ? Thị trường nó có thể bất bứt phá ngắn hạn, đúng không? Nhưng mà để mà sập thì nó sẽ phải có đỉnh 2, đỉnh 3, đúng không? Đó, vì sao là phải có đỉnh 2, đỉnh 3? Mọi người có thể nhìn thấy ở đây là cái thanh khoản thị trường nó giao dịch nó tương đối là lớn, đúng không? Và rất là nhiều cổ phiếu nó tăng khoảng 30%, 40%, 50% trong cái thời điểm vừa rồi, nó là tăng tăng từng đấy trong 2 tuần ấy. Thì nó bản chất cái đấy ấy, nó phải đến từ cái gì ạ? Cái bàn tay của tạo lập cổ phiếu, chứ nó rất là khó đến từ việc cung cầu của nhà đầu tư cá nhân, hoặc là gì ạ, hoặc là cái sự tăng trưởng trong doanh nghiệp nó rất là khó cái chuyện xảy ra. Và bản chất ở đây là chúng ta thấy là cái hoạt động của tạo lập nó rất là mạnh trong thời điểm hiện tại, và với cái việc mà thanh khoản cái khối lượng giao dịch trong mấy phiên rồi, thì em đánh giá là cái phiên ngày hôm nay nó chưa thể nào sập được, một để có thể cái đội tạo lập họ chưa phải phân phối hàng được ở trong những cái phiên phiên vừa rồi, đúng không? Và thị trường nó chưa thể sập được ngay, nên nó sẽ phải có đỉnh 2, đỉnh 3, đúng không, để phân phối hàng dần, đúng không? Thì chúng ta trải qua một cái đợt tăng khá là mạnh và có một vài phiên điều chỉnh, đúng không? Cái phiên điều chỉnh rất là đáng kể nhất thì đó là cái phiên giảm khoảng 10 đây phiên giảm khoảng 10 điểm, cái thanh khoản nó cực kỳ là lớn, khoảng 15.000 tỷ. Thì công bằng mà nói thì theo em ở đây nó là một phiên phân phối rồi. Tuy nhiên mọi người phải biết là gì ạ? Phiên phân phối nhưng mà nó thị trường nó có thể đi liên tiếp, bởi vì quá trình phân phối nó diễn ra rất là dài, chứ nó không phải là phân phối xong rồi thị trường sẽ sập luôn, đúng không ạ? Đúng không? Đây chỉ là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy là thị lái bắt có là nhà tạo lập đã bắt đầu ra hàng ở cái điểm hiện tại rồi. Đó, nhưng cái cơ hội đầu tư nó vẫn có, là mình phải mua bán làm sao cho nó khéo léo một chút thì sẽ có lợi nhuận, và cái lợi nhuận ở đây nó sẽ rất lớn ở trong thời hiện tại, đúng không? Mọi người tưởng tượng là nó sẽ từ sàn lên tham chiếu, hoặc là từ sàn lên trần, nó rất là nhanh thôi, đúng không? Ok, trong sáng nay em vẫn view là em sẽ mua khi mà cổ phiếu nó sẽ chiết khấu về hợp lý, và đây là những cái cổ phiếu mà em nhắm sẽ mua. Mọi người thấy là cái tư duy đầu tư của em hiện tại ấy, em sẽ nhắm vào những cái cổ phiếu mà gì ạ? Cái beta cao, có nghĩa là cái mức độ biến động so với thị trường rất cao, đúng không? Và cái thứ hai là cái nhóm ngành mà thuộc nó có sự hưởng lợi, có sự kỳ vọng khi mà gì ạ? Khi mà cái dòng tiền nó được nới lỏng và gì ạ? Lãi suất giảm. Ok, thì VCI là một con gì ạ? Con chứng khoán, đúng không? Chứng khoán chắc chắn mọi ngành mà hưởng lợi từ cái thông tin lãi suất rồi. DG55 thì mọi người biết là bất động sản rồi, đúng không? Đó, thì hôm nay thì khớp được 55 thôi, rất khớp giá 55 rất đẹp luôn. 55 ở đây khớp được DG rất là đẹp, đúng không? Em nhầm chút. Khớp DG giá dưới 13, và cái gì ạ? Cái thông cái tin em nhắn là lúc 11 giờ 19. Mọi người hãy check ở đây để xem là gì ạ? Ở đấy lúc này nó có khớp được không? Và em chắc chắn lúc đấy nó khớp được, và thậm chí nó còn khớp thấp hơn cả cái giá mà em nhắn ở trên đây cơ. Mọi người thấy là dưới 13, đúng không? Đó, 13, 12.95, 12.9 này, nó có vài lệnh. Đúng không ạ? Đúng không? Khớp ở cái giá rất đẹp. Và nếu mà mọi người mua ở đây và khi đấy nó giảm khoảng 4%,
hiện tại là xanh 2,62% thì trong ngày đã còn gần 7%, nó quá tuyệt vời đúng không? Tuy nhiên ấy, không phải đến điều đấy, không phải là cái chú ý duy nhất, mà cái chú ý tiếp theo là gì ạ? Giai đoạn này phải đánh thì tỷ trọng ít, thì mọi người đã xác định là mọi người đánh theo kiểu như thế, gọi kiểu đầu cơ như thế, thì xác định là chơi như thế có ngày đến tay đúng không, nên là đánh với tỷ trọng nó vừa phải thôi đúng không, đánh nhịp đỉnh hai thì đánh cái tỷ trọng nó vừa phải thôi đó. Mọi người có thể chấp nhận cả mua cả những cái cổ phiếu rủi ro cao như là DIP, như là EDG để kiếm lời đúng không, nhưng mà nên đánh với tỷ trọng nhỏ đúng không đó. 13/20 DG có dấu hiệu phục, bất động sản được kéo lên rồi, và em báo mua con đích này luôn. Con đích này thì trong phiên hôm nay nó có lúc nó bán về mức giá gần sàn. Mọi người thấy ở đây là mức giá ở đây là 12 16.2 ở sàn, thì 16.25 là khớp rất nhiều ở sàn rồi đúng không? Đó, cho nên là cái lệnh của em đương nhiên là báo sẽ mọi người nếu mua theo thì sẽ khớp rồi đúng không ạ? Đó. Em thì em không đó em thì em đích em là DG thôi. Ok. Thì một cái tín hiệu đáng mừng của thị trường là đến khoảng là 2 giờ chiều nay thì có một cái thông tin là Phó Thủ tướng yêu cầu lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc cho Novaland. Thì tại sao cái tin tức này rất là mạnh, bởi vì sao? Nó không phải nhắm đến một cái vùng bất động sản nào cụ thể hoặc là một nhóm đối tượng nào, mà nó chủ yếu nó chỉ nhắm vào một doanh nghiệp duy nhất, đó chính là Novaland đúng không ạ? Thì Novaland mọi người biết rồi, nó là một cái thằng một tập đoàn phát triển bất động sản cực kỳ là lớn. Tuy nhiên thời gian vừa rồi nó bị khủng hoảng thanh khoản, khủng hoảng về dòng tiền đó, và hiện tại thì đây là Phó Thủ tướng yêu cầu lập tổ công tác để tháo gỡ vướng mắc trong một doanh nghiệp. Thì có nghĩa là gì ạ? Thì có nghĩa là chính phủ bắt đầu có những cái biện pháp để hỗ trợ thằng này rồi, nó không thể để họ không thể để ông này vỡ được, mong vỡ nó sẽ rất là nguy hiểm đến, thứ nhất là đấy tín dụng ngân hàng, thứ hai là đến rất là nhiều thứ liên quan đúng không, bất động sản nó liên quan rất là ngành nghề, và để một cái thằng quá lớn nó vỡ ra thì có vẻ là không ổn đúng không. Ok, thì là đây là tin tức hỗ trợ Novaland, mọi người mua, mọi người cầm tiếp, có mua thêm cũng được. Đó, em thấy tin này em bảo mua thêm ngay. Thì đương nhiên với một cái tin tức nó mạnh như vậy thì sao? Đương nhiên một cái tin tức nó mạnh như vậy thì Novaland đóng ở mức giá trần. Đó, thực ra Novaland hôm nay tương đối là đỉnh cao, vì sao? Mọi người thấy ra cái Novaland đóng thì cao nhất phiên. Đó. Cái diễn biến giá thì đã vượt cái nền tích lũy ở đây rồi, và cái thanh khoản người thấy là 63 triệu cổ, nó cực kỳ là lớn. Thì ở đây là gì ạ? Ở đây chẳng thấy em nghĩ là có cái dòng tiền, có cái bàn tay tạo lập rồi, chứ không thể nào nhỏ lẻ mà tạo được một thanh khoản cực kỳ lớn như vậy đúng không ạ? Ok, thì đấy là về Novaland. Thì đương nhiên Novaland mà đã trần thì chắc chắn là kéo những con bất động sản khác lên. Mọi người thấy phái sinh này đó, em cũng theo dõi cả phái sinh rũ từ 1080 về 1056 là đâu đó khoảng 24 điểm đúng không, và nó kéo ngược lên. Thì mọi người thấy là cái phiên hôm nay là phiên rũ hàng, và quá trình rũ hàng này theo em là rũ xong rồi đúng không ạ? Đến chiều thì em cũng không muốn mua mã nào nữa, thì hôm nay thì là một cái phiên bắt đáy khá thành công khi tập trung được những cái con beta rất cao và mua từ trần mà lên tham chiếu, hoặc là từ trần từ 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 giá giá đỏ lên giá xanh rất là mạnh, thì nó sẽ lãi trong ngày, và cái kỳ vọng của em là sẽ đủ T để chúng ta có thể thực hiện hóa được lợi nhuận. Ok chưa ạ? Ok, mình sẽ đi đánh giá tổng quan thị trường trong hôm nay nhé. Ok, hiện tại thì hôm nay cái phiên phục hồi đầu tiên sau khoảng 3 phiên giảm như vậy, với một cái thanh khoản nó cũng tương đối là khiêm tốn, nó không thể nào bằng cái phiên giảm được đúng không? Đó. Ok, như ở thị trường hiện tại thì em đánh giá là nó có thể là nó chỉ sideways ở vùng khoảng 1075 đến về đến 1060 thôi, nó sẽ rất là khó để có thể bứt phá tiếp được đó, hoặc là nếu mà đẹp thì kịch bản đẹp thì nó ở lên 1080 đó, nhưng mà nó khó có thể là đi xa được, bởi vì nó đã xuất hiện một cái phiên phục hồi như thế này rồi đúng không, có nghĩa là cái sức cảnh giác của nhà đầu tư đã có đúng không đó, và đây là một cái nhịp đỉnh hai của thị trường, nên là mọi người phải tận dụng, nếu mà tận dụng được nó thì hãy chốt lời khi mà cổ phiếu mà đã về, và đặt những cái ngưỡng stop loss nếu mà mua sai. Ok chưa ạ? Đấy, hôm nay là một phiên hồi nhưng mà tín hiệu này em vẫn chưa thấy là có sự tin cậy lắm. Đó, mọi người có thể thấy ở đây là đường stop static đúng không? Stop static bắt đầu có hướng cắt lên rồi. Đó, cái kỳ vọng của em là đỉnh hai nó sẽ quanh quanh ở cái vùng đây. Đây này, đó. Một nửa cái nến này. Đó, là nó quay khoảng 1075 đến 1079, thì lúc đấy chúng ta sẽ
bắt đầu thực hiện hóa lợi nhuận. Còn để mua mới ở trong phiên những phiên tiếp theo ấy, nó sẽ tương đối là khó đúng không? Đấy. Để mua những cổ phiếu mà như kiểu là EDG là APEC đó, APEC biết ấy, thì nó sẽ rất là khó và cái rủi ro điều chỉnh của nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Đấy, mọi người nếu mà mua thì hãy mua ở mức khi mà nó điều chỉnh đúng không? Cái quá trình lên như này này chắc chắn nó sẽ điều chỉnh và mọi người nên mua ở phiên điều chỉnh chứ không mua nên mua ở phiên tăng. Đó, nếu mà mua ở phiên tăng thì nó quay đầu nó sẽ lỗ rất là lớn. Ok chưa? Ok, thì đây để xem nốt cái phân tích ở trong vùng của em. Nay thì có một cái tin là giá điện có thể tăng 5 đến 10%. Đấy thì nhiều anh chị hỏi em là tại sao em không mua những cái doanh nghiệp tái tạo năng lượng tái tạo đi? Thì thực ra em nghĩ là doanh nghiệp điện tái tạo đúng không? Thì rất là nhiều doanh nghiệp và cái dự án của họ nó COD chưa thì chúng ta COD hay chưa thì chúng ta chưa biết. Đó, hoặc là họ chỉ và chính phủ của mình thì huy động ở năng lượng tái tạo nó chỉ ở mức khoảng 11 phần 10 đến 11% thôi, nó không tăng được nữa. Tuy nhiên thì năm nay sẽ ăn năm thiếu điện và chắc chắn sẽ huy động nhiệt điện, điện than đúng không? Và cái đấy vẫn thể tăng được nên là em chọn gì ạ? Chọn cái việc mua thằng PAL chứ không mua GEG hoặc là mua BCG hoặc mua gì đó. Thì BCG và GEG thì BCG đã có game riêng chắc là nó sẽ tăng mạnh rồi. Nhưng mà để an toàn thì em sẽ chọn con PAL này. Đó thì mọi người có thể tiếp tục gia tăng PAL được với giá 13.3, 13.4 này em khẳng định mọi người và tiếp tục gia tăng PAL được luôn. Đó. Cái kiểu đầu tư của em ấy như kiểu em đặt con Novaland ấy thì em không phân tích kỹ thuật quá nhiều đâu, bởi vì bản chất của này nó là một cái ý chí tạo lập rồi, phân tích kỹ thuật nó không tác dụng, em quan điểm thẳng như thế luôn. Em chỉ biết rằng là gì ạ, Novaland là một doanh nghiệp bất động sản rất lớn và họ trải qua một cái cục khủng hoảng thanh khoản như thế, họ sẽ phải mất thời gian để review, để tái cấu trúc và tái cấu trúc dòng vốn lại lại đúng không? Đó, và để làm những cái việc đấy ấy, thì họ sẽ phải đánh cổ phiếu lên. Tại sao đánh cổ phiếu lên? Thứ nhất là làm đảm bảo làm tài sản đảm bảo trái phiếu, cái thứ hai là để phát hành thêm. Thì ví dụ như một doanh nghiệp phát hành giá 10 thì giá cổ phiếu họ phải ở 17, 18, thậm chí phải hơn thì cái bên mua phát hành họ mới thấy hấp dẫn, họ mới thấy đủ an toàn được, chứ không không thể nào giá cổ phiếu đang ở 12 ông đi mua giá 10 ông cầm 3 tháng, cầm 3 tháng xong cổ phiếu về 5 thì lúc ấy chết à đúng không? Nó phải ở mức giá cái họ phải mua ở mức chiết khấu đủ hấp dẫn đó, thì buộc là gì ạ, cổ phiếu trên thị trường phải buộc phải tăng giá. Và đó chỉ là cái tư duy của em khi em mua Novaland, và em không phải em mua trong cái phiên năm hôm nay, em mua rất là lâu rồi, mua từ phiên hôm 15, phiên hôm 10, 10 về 10 cũng bảo mua, về 11 bảo mua, về 12 bảo mua, và chỉ có nắm giữ thôi. Và kỳ vọng của Novaland của em ấy, theo em lần này Novaland nó phải lên khoảng giá khoảng 20. Ok, đấy là cái kỳ vọng của em luôn nhá. Đó, chúng ta sẽ bàn bạc với nhau để tìm ra những điểm chốt lời dành cho cổ phiếu Novaland trong cái thời gian sắp tới đúng không? Nếu mọi người mua theo khuyến nghị thì em khẳng định là nhiều người đã về bờ rồi, nhiều người lãi rồi đúng không ạ? Ok, thì video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến hết. Và nếu mà mọi người thấy hay thì mọi người có thể là gì ạ, subscribe và like cho kênh của em để em có thêm nhiều động lực để phân tích thị trường và nghiên cứu các cổ phiếu dành tặng cho các doanh tặng cho anh chị nhà đầu tư những cái lựa chọn những cái phương án đầu tư tốt nhất và sinh lời. Ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.